Dạ vâng ạ, em Thuận, tư vấn bán hàng cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị, quý khách hàng nhé. Hôm nay thì cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt có báo giá nhanh về các mẫu xe mà đang được bày bán tại địa chỉ 79 Trần Thái Tông ấy. Thì quý anh chị, quý khách hàng quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ theo số điện thoại 0942669955 ạ. Đây là chiếc S450 phiên bản Luxury màu xanh carbon size độ tét kem, lăn bánh 5 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đấy, chiếc này sản xuất 2019 nhá, bản Luxury. Giá bán 3 tỷ 1 50. Maybach S450 đen nâu 2020, lăn bánh 2 vạn cây số. Đó, chiếc Maybach S450 này đang được bán với giá 5 tỷ 750 triệu. Lexus RX 350 2019 form mới. Đó, đen nâu, lăn bánh 3 vạn. Chiếc đấy bán cũng có 3 tỷ 1 thôi. Đây là chiếc Land Cruiser LC200 phiên bản VXR nhập khẩu đến trước Trung Đông. Cái bản này là cái bản đầy đủ nhất nhá, có cam 360, phanh khoảng cách, cảnh báo chạy làn, cửa sổ trời, cốp điện, lưng hạ gầm. Đó. Roa mắc rất nhiều luôn. Chiếc này em bán 4 tỷ 7 50. Đây là chiếc 570 MBS. 570 MBS thì sẽ có ngoại thất của phiên bản Super Sport. Nội thất thì được trang bị 4 ghế thương gia siêu VIP nhá. Đó. Xe này đăng kiểm 4 ghế thôi, 4 chỗ. Chiếc này em bán 8 tỷ 950. Một chiếc xe rất được ưa chuộng ở trong thị trường miền trong. Đó. Cho các bác đi gia đình hoặc đi đánh golf rất rộng. Chiếc Toyota Sienna phiên bản XLE một cầu. Đấy, đăng kiểm 8 chỗ. Đấy, nhưng mà khi mà không dùng cái hàng thứ ba, chúng ta có một khoảng không gian để đồ cực rộng rồi nhá. Chiếc này em bán hơn 1 tỷ thôi. Maybach S450 sản xuất năm 2017. Chiếc này em đang bán đến quý anh chị, quý khách hàng với mức giá 4 tỷ 950 thôi ạ. Còn đây là chiếc Macan sản xuất năm 2015 nhưng mà đã được nâng form mới. Đấy, bao đăng kiểm luôn nha quý anh chị, quý khách hàng nhá. Chiếc này nhà em đang có sẵn một đôi, bán đồng giá hơn 2 tỷ thôi. Evoque phiên bản Dynamic, bản cao cấp nhất. Đó. Chiếc này sản xuất năm 2014 và hiện tại đang có giá hơn 1 tỷ. Loanh quanh 2 tỷ thì quý anh chị, quý khách hàng đã sở hữu được cái chiếc Volvo XC90, xe an toàn nhất thế giới. Đó. Sản xuất năm 2015, model 2016, form mới, cực đẹp luôn. Đây là chiếc A6, đăng ký là 18, tên tư nhân, một chủ từ đầu, biển Hà Nội nhá. Đấy, 4 vạn km. Full lịch sử bảo dưỡng hãng tại Audi Hà Nội. Chiếc này giá hơn 1 đồng 3 một tí á. McLaren em vẫn đang có bán, vẫn tìm chủ nhân. Chiếc McLaren 720S sản xuất năm 2017, màu đỏ pha lê. Đó. Nội thất đỏ đen nhá. Chiếc này đang bán 10 tỷ rưỡi. Prado thì bán rồi này. RX350 model 2009, model 10 nhập Mỹ. Đó. Chiếc xe nhập Mỹ nhá, màu đỏ, nội thất nâu, lăn bánh 8 vạn rưỡi và hiện tại đang có giá 890 triệu đồng. Q8 á, một chiếc SUV kết hợp với form dáng coupe. Chiếc này thì có ngoại thất là bản S-Line. Đó. Nội thất trang bị 5 chỗ, không gian cực rộng. Chiếc Q8 này hiện tại đang sản xuất năm 2020, đăng ký 2021 lần đầu, một chủ từ đầu. Đang được bán giá 3 đồng 7 nhá. Hai chiếc BMW này loanh quanh 1 tỷ ạ. BMW 730 Li 2010, còn đây là chiếc Cayenne sản xuất năm 2018, build đồ rất nhiều luôn, cửa trời, cốp điện. Đấy, màu đen ánh kim, carbon trong và ngoài xe, nội thất hai màu be và lâu nhá, rất đẹp luôn. Đó. Chiếc này em đang bán 4 tỷ 9. Trên đây là báo giá về những cái mẫu xe mà em đang bày bán tại cửa hàng. Quý chị, quý hàng có nhu cầu quan tâm, nhấc máy liên hệ theo số điện thoại 0942669955 ạ. Xin cảm ơn ạ.